Bây giờ thì hai bạn EAE cùng với bạn Thomas đã sẵn sàng để chuẩn bị vượt chướng ngại vật làm đổ cây xanh ở phía trước. Các em cùng vui lên nào. EAE, Thomas ơi, cố lên. Sao bạn ấy bị kẹt hay sao ấy nhỉ? Để chị mèo đen giúp bạn ấy một chút nhé. Đẩy bạn ấy một tí nào. Cố lên. Mèo, thế là đổ cây xanh rồi các em ơi. Anh nhím xu thấy sao ạ? Chúc mừng Thomas nhé. Toby nhé, cố lên Toby nhé. Mong là bạn ấy sẽ vượt qua được chướng ngại vật cây xanh ở phía sau. Bạn ấy sẽ trở hại trước cái gì nhỉ? Giờ Toby đã sẵn sàng rồi đấy. Và các em cổ vũ cho G hở cùng với Toby nào. Cố lên. Bây giờ chị sẽ bỏ chướng ngại vật ra, xem bạn ấy có đâm đổ cây xanh không. Cố lên Toby. Toby giỏi quá. Đã làm